cho em. Con ngủ chập chờn, thì thoảng còn nói mớ nữa. Chắc là con nó thấy sợ lắm. Được rồi, để em sắp xếp công việc từ hôm qua. Biết rồi, thế nhá. Tôi gọi nước cho chị rồi đấy. Sao thế? Ai gọi mà mặt cậu chủ ụ ra thế? Ông Vũ bảo là sang nhà thăm ông già. Tôi tưởng hôm trước bố cậu bảo về quê hẳn rồi cơ mà. Ông cũng bị già dày, bị cả bệnh tim nữa. Hai anh em tôi khuyên can mãi mà không vào bệnh viện. Chả hiểu sao bà Trâm bà khuyên phát được luôn. Hôm nay ra viện mới gọi cho hai thằng con đấy. Thì người ta có tâm hơn chứ làm sao nữa. Cũng có thể. Mà tôi cứ nghĩ chị sẽ nói xấu chị dâu cũ của tôi cơ. Dở à? Chăm một người già ấy, bị bệnh không dễ một chút nào. Không có lòng ấy, thì không làm được đâu. Cô ta tồi tệ như thế nào thì tôi không biết. Nhưng chuyện yêu tay Vũ ấy, thì chắc chắn là thật lòng. Chị là một người rất công bằng. Chứ sao nữa? Đồ chị dặn tôi mua đầy đủ rồi đấy. Có phải đồ gắn nick không đấy? Ra cái vẻ sành sỏi. Tôi mà mua đồ không chuẩn thì làm sao mà chị biết được? Này, cậu dám chê tôi đấy à? Ai dám? Chắc là mấy cái này ý, thể nào cái Giang cũng thích lắm đây. Suốt ngày than thở là không tìm được cái đồ gì tốt để mua tẩm bổ cho chồng. Mà chị Giang đúng là người thích quan tâm người khác. Thế là dở ấy. Tôi thèm vào. Chị cũng thế mà. Chỉ là cách thể hiện khác nhau thôi. Mà nói chung ấy, chị là người... Cậu làm cái gì đấy? Đang nhìn kỹ. Có rất nhiều ưu điểm. Về chỗ ngồi đi. Tự nhiên lại đi sang đây ngủ. Ơ kìa, bạn bè ngồi gần nhau một tí thì làm sao? Chị ngượng à? Dở mà ngượng. Thế thì tôi thích đấy. Đi tránh ra. Thôi, tôi đi về đây. Bác sĩ sẽ chỉ định cho anh tiêm một mũi kích bạch cầu nhé. Bây giờ em sẽ thực hiện mũi tiêm đó cho anh. Quẩy ở đâu đấy hả con dở? Có gì tao uống không? Mời mẹ trẻ.